Nam Khánh xin kính chào toàn thể quý vị. Clip ngày hôm nay em lại tiếp tục giới thiệu đến quý vị một cặp loa DeLong F10. Cặp này thì một cặp bookshelf rất là hay và đáng chơi. Cặp này đặc biệt nó sản xuất tại Anh Quốc cấp nhá, nó không phải sản xuất tại Nhật. Một cặp chép đôm titan của Pioneer, có cái mã model là Pioneer PT50. Một chiếc đầu tự hành của gọi là anh em hay gọi là tủ đài radio tự hành của DeLong Columbia. Con này thì có mã model là GB600 các nhá, bản kỷ niệm 70 năm thành lập của hãng. Con này thì nó chạy băng cassette này, chạy CD này và chạy radio, có hai loa tần giả hai bên. Các bác đã xem kênh thì nhớ ấn đăng ký kênh để theo dõi các mặt hàng của Nam Khánh nhé. Các bác ấn nút rung chuông để nhận được thông báo clip mới. Ngay bây giờ thì em sẽ quay chi tiết cho các bác từng sản phẩm một để các bác được biết. Các bác nào có nhu cầu thì liên hệ cho em qua số điện thoại 0972 451 489 các bác nhé. Sản phẩm đầu tiên thì em đang khánh quay cho quý vị đó là một cặp loa DeLong F10. Con này thì là một cặp loa bookshelf. Bát 14,5 cm, màng là màng giấy gân cao su đấy. Và một con chép đôm 11 cm rất là to. Tất cả phần tuyến loa, thùng loa còn rất là đẹp các nhá. Thùng gỗ còn rất là mới luôn. Và đây là cái phần e-căng của nó này, e-căng cũng còn rất là đẹp các nhá, không có bị rách rách gì. Logo DeLong mạ vàng ở phía trước. Đây là phần phần trong. Đấy, xương của cái e-căng của nó cũng còn rất đẹp, lành lặn, không có bị gãy ghiếc gì. Đó. Quay cho quý vị cái phần phần loa này. Đó. Toàn bộ phần tuyến loa của nó còn rất là mới và đẹp nhá, không có bị rách ghiếc gì. Đó. Đây em quay gần để cho quý vị nhìn này. Đó. Dòng này thì nó sản xuất tại Anh Quốc cho nên là nó không giống như những cái cặp loa DeLong bình thường. Đó. Và đặc biệt con này thì tiếng của nó rất hay, dài trầm rất là tốt. Anh em có thể chơi tốt ở những cái phòng tầm 30 mét vuông trở lại nhé các nhé. Chiều rộng của loa là 22 và chiều sâu là 22 và chiều cao nó là 34. Đấy, góc cạnh thùng phải nói là quá đẹp luôn. Đây em quay góc cạnh thùng cho các bác trước, chút nữa em sẽ test nhạc cho quý vị. Đó. Góc cạnh rất là ok các nhé. Đây là một cặp bookshelf phải nói là rất là đáng chơi nhá. Mặc dù cái tầm tiền của cái con này thì nó không cao đâu, nhưng mà độ chất và tiếng của nó thì tuyệt vời. Là sở hữu cặp bắp chuối. Đây là góc quay cho quý vị góc cạnh phía sau nhá. Đó, góc cạnh phía sau thùng vuông đét luôn nhá các bác nhá. Phần cặp loa bắp chuối này. Đấy, và đây là có cái tem của hãng này, DeLong F10. Đó, công suất là 80W và trở kháng là 6 ohm, made in England này. Đó, các bác nhìn nhá. Bản này rất là đặc biệt luôn. Series của cái con loa bên trái này nó là 1612. 1612. Và chiếc bên đây cũng vậy nha các bác nhá. 1612. Em zoom lại cho nó nét này. Đó, 1612, trùng series các bác nhá. Đấy. Con này là của DeLong nhưng mà nó lại sản xuất tại Anh Quốc. Rất là giá trị luôn. Ở đây phần cặp loa bắp chuối nhá, cặp đen đỏ này. Đó. Toàn bộ phần thùng quách các thứ thì các bác có thể nhìn thấy ngay trước mặt đây, rất là đẹp luôn, vuông vắn các bác nhé. Đó. Nguyên zin 100%, hát tốt. Về ghép con này thì cũng khá là dễ ghép, em đang ghép nó về chất âm ly Piller thì cũng tiếng rất là tốt rồi. Ngay bây giờ thì em sẽ bật cho quý vị cùng nghe thử đoạn nhé. Bắt chép lên rất là tốt các bác nhé. Quen tên thu nằm nơi trần tuyến xuân chân ngoài ven biên thư muốn gửi về chắc em không nhận vì quê nghèo xa quá đâu có người mang thư anh biết mình
quân xeo, bao lớp trai anh hùng đã tìm ra thiên trường. Còn nhớ con mình ngày đó, tháng chưa tròn anh đặt tên chúng mình. Giờ con biết đọc hay chưa, hay nhắc tên bà để em nhớ thương thêm hoa nở trên cành mai. Biết xuân nay lại. Con này cái tiếng của nó rất là tốt, cái tiếng trầm của nó rất là tốt, mặc dù em chưa có bật cái lau lướt này đâu các bạn nhé. Bát cùng em cũng để ở cái mức cân bằng này. Đó, nhưng cái chảy trầm của nó ra rất là tốt và gọn nhá. Trầm nó không bị dền. Đó, giải trầm rất là tốt luôn. Giải chép thì tuyệt vời rồi, không phải quảng cáo rồi. Những cái dòng chép đôm các bác nhìn thấy nó chất như này thì nói chung là cũng không phải quảng cáo nhiều. Đó. Cặp loa này thì Nam Khánh đang bán cho quý vị với giá là 3 triệu đồng các bác nhá, 3 triệu đồng. Thì các bác có nhu cầu thì liên hệ cho em qua số điện thoại 0972451489. Các bác ở Hà Nội thì có thể qua trực tiếp tại ngõ 43 Cổ Nhuế, còn các bác ở tỉnh thì có thể chuyển khoản bên em ship hàng toàn quốc các bác nhá. Đó, cặp loa rất là đẹp. Đó, gọn nhẹ luôn. Đó. Đây là những cái vết bụi nhá các nhá. Con này thì nó rất là nành nặng, đẹp. Đấy, chơi được khá là nhiều thể loại nhạc. Những dòng gân cao su này thì tiếng nó rất là tốt. Đó. Quay gần hơn chút nữa để quý vị nhìn cái phần tuyến loa nhá. Đó. Phần chép đây. Đó, chép của nó cực kỳ căng mọng. Chiếc bên đây này. Đó. Và phần tuyến loa bên phải này. Quá đẹp luôn. Giá 3 triệu đồng cho cặp Đờ Lâm F10 các bác nhé. Các bác có nhu cầu thì alo cho em. Sản phẩm tiếp theo thì em quay cho quý vị đó là một cặp chép đôm titan các bác nhé. Chép đôm titan PLPT50. Đấy, con này thì nó còn rất đẹp nhé. Viền inox này còn sáng choang, lưới của nó là lưới cũng dạng lưới inox luôn. Đó, đôm titan các bác nhé. Con này thì nó còn đủ cả cái chụp ngoài này để khi anh em bắt lên trên thùng ấy, nó phải có cái hộp này thì nó mới đặt được, còn nếu không có thì lại phải có chân thì nó mới giữ được cái con chép này, bởi vì con chép này thiết kế nó tròn vo á, không có chân thì anh em sẽ không để được. Thì con này thì là hàng em ship trực tiếp từ Nhật về. Giải tần của con này nó là từ 2,5 ca hẹp đến 25 ca hẹp các bác nhé. Đó, rất là đẹp luôn này, hai chiếc đều còn đẹp tinh luôn nhá các bác nhá. Đó, phần đằng sau này có thiết kế cái để bắt dây loa vào đây. Đó, âm dương. Các bác về đấu thêm tụ nhá. Phần vỏ ngoài này nó là cái vỏ bằng sắt các bác nhá. Phần này thì là bên Nhật người ta đã sử dụng rồi. Người ta có nhét vào thùng thì chỗ này nó là cái nỗ nó tiếp xúc với gỗ nên là chỗ này nó hơi rôm rôm những cái sắt ra. Đó, cái này thì không ảnh hưởng gì các nhá. Các bác nếu mà thích đẹp thì các bác có thể sơn cái phần này lại. Đấy, còn đâu phần ngoài tổng thể này và phần tường trước này. Đó, nó rất là đẹp luôn. Cặp này thì có giá là 2.800.000 đồng các bác nhá. 2.800.000 đồng. Đấy, quý vị có nhu cầu thì liên hệ cho em qua số điện thoại 0972451489 các bác nhé. Tiếp theo thì em quay cho quý vị một chiếc Zario của Đờ Lâm Colombia. Đây là một cái bản kỷ niệm 70 năm của hãng các bác nhé. Còn đây thì có cái mã model nó là Colombia GP600. Đó, các bác có thể check mạng cái model để chúng ta biết thêm chi tiết về cái sản phẩm. Đó, con này thì nó thiết kế có một cái mặt tre ở đằng trước như này. Nó có logo của hãng này, nó GP600 các bác nhá. Ngoài ra thì chúng ta có thể đẩy được cái này vào trong, khá là gọn. Khi nào anh em không chơi đến cái sử dụng ấy thì không sử dụng thì anh em kéo lên và anh em dính vào đây thì nó sẽ có hai cái lam châm nó hút cái miếng mặt này vào. Đó, hoặc là chúng ta có thể để mở như này, chúng ta chơi cũng được. Đó, bày thì nó sẽ đẹp hơn. Bây giờ thì em sẽ mời quý vị cùng nghe thử một đoạn cái băng cassette của cái con này nhá, cái con GP600 này.
chờ mong con dài. Đây là nó sửa top, anh em mà tua thì ấn vào đây. Đấy, tua trái tua phải đây. Đó. Và em sẽ chuyển sang cho quý vị nghe cái phần đĩa CD. Đó. Đây là phần băng cassette này, chuyển đây là CD, chuyển đây là AM và FM. Đó. Nó nhận bài rồi thì chúng ta ấn vào đây là play nhá. Con này mắt đọc rất là tốt nhá các bác, không kén đĩa. Đây là phần hai cái nút để anh em lấy bài là view bài này. Đó, đây là anh em lấy bài này. Đó. Mắt đọc rất là tốt các bác nhá. Đây là cái nút để vặn chỉnh volume. Đó, volume to nhỏ thì anh em vặn đây nhá. Con này nó nhỏ nhỏ, nó hai loa toàn giải hai bên nhưng mà tiếng khá là tốt nhá. Tiếng rất là lóc lóc luôn. Nút ra vào cửa đĩa này. Đó. Nếu anh em đây là nút play, đây là nút ra vào cửa đĩa. Em xin lỗi quý vị. Đây nhá, đây là ra vào cửa đĩa là bên phải này. Đấy. Còn ở giữa là stop này, bên trái này là play và pause, hai nút lách bài và view bài. Đó. Khi chúng ta tiếp tục thì chúng ta chuyển sang phần đài radio, coi nhá. Đó. Cái này thì nó radio 90. À, đây là em đang bật cái AM bởi vì cái FM thì ở chỗ này thì cái sóng nó hơi quất. Quỷ người mà đang mỏi suy nhiều cơ thể. Ở đằng sau này thì nó có một cái dây này nhá anh em nhá. Một cái dây này để anh em bắt anten, anh em có thể lối dài ra. Radio bắt tốt, CD đọc tốt và băng cassette nó hát tốt các nhá. À, con này thì có chiều rộng là 54 cm, chiều cao là 30. Đó, chiều sâu thì nó tầm khoảng 20-23 cm. Đó. Quay cái phần đằng sau cho quý vị nhìn cái phần đằng sau nhá. Đây là phần đằng sau này. Đó. Đây là phần tem nhá. Phần tem này. Đấy. Colombia GP600 các nhá. Đó, series của máy là 850. Đó, điện 100V, công suất là 19W, made in China. Rất nhiều anh em mà cắt cái chữ made in China ở dưới này đi, xong bảo là sản xuất tại Nhật Bản. Thực ra những cái dòng này thì nó đều sản xuất 100% là tại China rồi. Đó, bên đây thì nó có một cái tem bản kỷ niệm 70 năm của hãng đây nhá các bác nhá. Đó, đây là 70 năm thành lập hãng. Ở đây thì đây là những cái phần lắp hậu. Cái này nó bị những cái vết mốc mốc theo thời gian nhá các bác nhá, nhưng nó không có bị bể nở chút xíu nào cả. Góc cạnh còn rất đẹp các bác nhá. Thích hợp trưng bày và anh em chơi CD, chơi băng cassette và nghe radio. Con này thì nó không có phần mâm than các bác nhá. Những cái bản khác thì nó có phần mâm than, con này bản đặc biệt kỷ niệm thì không nạp phần mâm than nữa. Cái radio thì khi mình xoay cái này nó sẽ sóng nó sẽ thay đổi các bác nhá. Giá của cái chiếc radio GP600 thì Nam Khánh để cho quý vị giá chỉ có 3 triệu đồng thôi nhá. Đây là một bản kỷ niệm 70 năm thành lập hãng. Nhưng mà em nói chung là thị trường giá khá cao, em để cho quý vị giá cực tốt luôn, chỉ có 3 triệu đồng thôi. Quý vị có nhu cầu liên hệ cho em qua số điện thoại 0972 451 489.
Nếu anh em không dùng đến thì anh em đậy cái lắp này lại. Đó, nó cũng rất là đẹp luôn. Vừa bảo vệ mà vừa là trang trí luôn. Cái con này nó làm cái nắp trước này rất là đặc biệt. Rồi xin kính chào quý vị, hẹn gặp quý vị ở cái clip tiếp theo. Xin cảm ơn.